xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình thì vẫn là Toại Tinh Tế. Crossfire Legend hay Crossfire Mobile sắp trở lại. Ôi, anh em nào mà thường xuyên lướt TikTok mấy ngày gần đây thì chắc chắn là cũng đã nghe được thông tin này rồi đúng không? Có rất nhiều kênh TikTok đưa tin, nhưng mà Toại khẳng định với anh em 100% luôn, đây là thông tin fake và không bao giờ có chuyện là Crossfire Mobile trở lại thị trường Việt Nam đâu. Nếu như mà anh em thử tìm kiếm từ khóa CF Mobile quay lại ở trên TikTok thì sẽ có vô vàn các video đưa tin về việc là tựa game này sẽ trở lại thị trường Việt Nam vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Ảo thế nhờ. Thậm chí là có video nhận được gần cả triệu lượt view và lượt tương tác rất khủng chỉ với một tấm hình giật giật rồi ghép nhạc vào thế là xong. Tại sao Toại có thể khẳng định với anh em các thông tin ở trên là sai lệch? Tấm hình mà anh em xem về việc một tờ báo nào đó đưa tin Crossfire Legend Big Update V3 được sử dụng để câu view thật ra là xuất hiện từ năm 2019, tức là cách đây 4 năm về trước rồi. Tấm hình còn lại cũng được rất nhiều anh em tin sái cổ với tiêu đề là CFEL và CFS đã chính thức quay trở lại thị trường Việt Nam, cũng đã xuất hiện từ năm 2021. Và nói rõ cho anh em luôn, CFEL và CFS là các giải đấu eSports của Đột Kích PC được tổ chức ở Việt Nam nhằm tuyển chọn ra đội tuyển tham dự các giải đấu quốc tế, chứ chả liên quan gì đến Crossfire Mobile cả. Bên cạnh đó thì các trang social chính thức của CF Mobile Việt Nam cũng đã ngừng cập nhật các hoạt động từ tháng 4 năm 2020, tức là 3 năm rồi yên ắng chả có cái gì. CF Mobile đã bị VNG ngừng phát hành vì nhiều lý do khác nhau. Các game thủ hoặc là đã nghỉ game, hoặc là chuyển sang chơi các tựa game khác, hoặc nữa là chuyển sang chơi phiên bản Crossfire Mobile nội địa Trung Quốc. Niềm tin của cộng đồng dành cho tựa game này đã không còn như xưa, và nếu nó có quay trở lại thì cũng không còn đủ sức hút để cạnh tranh với các đối thủ và mang về lợi nhuận. Anh em nên nhớ là các nhà phát hành đưa một tựa game ra thị trường đều vì một mục đích cuối cùng là doanh thu, là lợi nhuận dựa trên một cộng đồng đủ lớn mạnh và lượng người chơi đông đảo. Crossfire Mobile hoàn toàn không làm được chuyện đó một lần nữa, và tại thị trường Việt Nam cũng chưa từng có tiền lệ một tựa game ngừng phát hành rồi vài năm sau quay trở lại. Vậy nên anh em hãy chấp nhận sự thật rằng là Crossfire Mobile đã chết từ lâu rồi và không bao giờ quay trở lại nữa đâu. Nếu có thì đó chỉ có thể là Crossfire Mobile 2 hay là một phiên bản tiếp theo nào đấy được làm lại. Tóm lại, Toại cho anh em một lời khuyên, hãy xem TikTok chỉ là một nơi để giải trí. Các thông tin tạp nham ở trên đó rất nhiều, và anh em đừng trở thành con bò để người khác dắt mũi nhằm câu view câu tương tác. Thế cho nó vuông, nhá. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Toại Tinh Tế và theo dõi các thông tin game mới nhất nhá.